Tại nãy mình chưa có dùng hết sức thôi. Có ngon thì chơi lại đi. Thua thì chịu thua đi, chứ còn lại chơi lại làm gì nữa. Thơm sợ thua chứ gì. Cà rốt, bạn đang rảnh đúng không? Chơi vật tay với mình đi. Hả? Vật tay hả? Hả? Thôi thôi, mình không có chơi nữa đâu. Chơi đi mà, năn nỉ bạn đó. Ừ, mà có gì bạn nhẹ nhẹ tay thôi nha. Chơi vật tay mà đòi nhẹ tay hả? Thôi, lẹ lên chơi nào. Để nhẹ nhẹ tay nha. Rồi, bắt đầu chơi thôi. 1, 2, 3. Đau quá. Nè, nè, nè. Mấy em chơi cái gì mà cà rốt chưa đau dữ vậy? Anh Quý Bình ơi, em bị viêm khớp mà em chơi kéo tay nên là đau quá đi. Ôi, vậy mà tụi mình không biết. Mình và Xoài xin lỗi bạn nha. Ồ vậy hả? Cà rốt bị viêm khớp hả? Không được rồi, cái này là nguy hiểm và đau lắm nè. À đi, đi qua gặp Dr. Khỏe, nhờ Dr. Khỏe giúp thôi. Khớp này là nhiều người bị lắm luôn đó. Thơm nè, con giúp bạn cà rốt đi. Ủa Thơm có thể giúp trị viêm khớp? Ủa nhưng mà bằng cách nào vậy đó Tao Khỏe? Để đáp Tao Khỏe nói cho Quý Bình và khán giả biết nha. Trong trái thơm có chứa một loại enzyme proteolytic tương đối hiếm, có tên là bromelain, rất tốt cho sức khỏe. Ủa nhưng mà cái enzyme này nó có cái gì đặc biệt? Đó Tao Khỏe nói rõ hơn được không? Đây là một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Đặc biệt, chiết xuất có từ thơm, có hiệu quả không khác gì một loại thuốc chống viêm khớp tự nhiên đâu quý vị. Chà, nhìn thơm gai góc vậy mà nhiều công dụng ghê vậy ta. Ôi nhưng mà đó Tao Khỏe ơi, mình phải sử dụng thơm như thế nào để mà hết viêm khớp vậy? Có thể dùng thơm trong chế độ ăn uống hàng ngày, hay có thể gọt bỏ vỏ, lấy ruột thơm ép làm nước sinh tố cũng tốt lắm đó nha. Chà, đơn giản và dễ thực hiện vậy luôn đó hả? Cà rốt nhớ nghe chưa, về áp dụng liền, làm sinh tố thơm uống để hết viêm khớp nha. Ủa nhưng mà đó Tao Khỏe ơi, khi mình sử dụng thơm như một bài thuốc trị viêm khớp thì mình có cái lưu ý gì đặc biệt không? Không nên ăn hoặc uống quá nhiều nước ép thơm bởi có thể gây dị ứng, đặc biệt với phụ nữ đang mang thai. Thơm có thể dẫn đến sảy thai do thơm gây co thắt tử cung. Mỗi tuần nên sử dụng nước ép thơm 2 lần, mỗi lần uống 1 ly. Kiên trì thực hiện sau một thời gian, biểu hiện viêm đau khớp sẽ giảm dần, không còn làm phiền người bệnh nữa. Bữa nay là Quý Bình phải nói là thay mặt cho tất cả quý vị khán giả, cảm ơn Dr. Khỏe và đặc biệt em Thơm nè, đã cung cấp những cái thông tin rất là hiệu quả về công dụng của trái thơm giúp cho mọi người có thể ngừa viêm khớp. Cảm ơn. Cà rốt theo mình qua nhà lấy ít thơm về nhà làm liền nha. Mình cảm ơn bạn. Chà, nhìn hai bạn nhỏ thấy thương ghê chưa. Nhưng mà khoan đã, trước khi đi tạm biệt khán giả chứ. Quý Bình, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau nha. Bye bye mọi người.